Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019 có những nội dung chính sau. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Đảm bảo kết nối đồng bộ trong xây dựng chính phủ điện tử. Các hoạt động nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 7, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, kết quả của kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và tình hình giải quyết các kiến nghị đề xuất của cử tri huyện Bố Trạch thời gian qua. Cử tri huyện Bố Trạch bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua. Cử tri cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời đóng góp ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như cần tổ chức giám định, định kỳ sức khỏe cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Nhà nước cần nghiên cứu, nâng lương cho cán bộ nghỉ hưu trước năm 1993. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đề nghị tỉnh tháo gỡ một số vướng mắc trong vấn đề đầu tư kinh phí để xây dựng một số tiêu chí quan trọng như y tế, trường học, hệ thống giao thông liên xã và những vướng mắc liên quan đến kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất ở cấp xã. Cử tri còn kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn nhiều bất cập tại cơ sở y tế của huyện, chế độ đối với người có công, người cao tuổi, giải pháp ngăn chặn vấn đề về khai thác tài nguyên tràn lan, về tệ nạn xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn Bố Trạch, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kịp thời cho bà con. Cử tri xã Nhân Trạch đề nghị cần đầu tư xây dựng cầu kè biển và xem xét những bất cập trong xây dựng cơ sở trường học trên địa bàn. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những tâm tư, quyền lợi của cử tri, đồng thời trả lời và làm sáng tỏ hơn từng vấn đề mà cử tri Bố Trạch quan tâm. Ông Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh về vấn đề đầu tư xây dựng nông thôn mới, bên cạnh nguồn lực đầu tư nhà nước, cần sự huy động nguồn lực xã hội hóa, sự chung tay vào cuộc của toàn thể nhân dân để hoàn thiện các công trình dân sinh, góp phần quan trọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ông Hoàng Đăng Quang cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương và huyện Bố Trạch cần giải quyết những vấn đề chính đáng mà cử tri đã đề nghị. Những ý kiến còn lại, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp chuyển đến các ngành chức năng tiếp tục giải quyết. Tại thị xã Ba Đồn, ông Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Ba Đồn. Sau khi nghe báo cáo của đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri thị xã Ba Đồn kiến nghị một số vấn đề như cần giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép, tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng lề đường của các điểm thu mua phế liệu, quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, vấn đề quản lý sử dụng đất đai, tình trạng thiếu nước sạch, ô nhiễm vệ sinh môi trường nông thôn và một số vấn đề khác. Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã tiếp thu và giải trình một số đề xuất kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu các phòng ban đơn vị của thị xã Ba Đồn sớm giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân. Những ý kiến còn lại sẽ được Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Cử tri bày tỏ phấn khởi với những kết quả mà kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã đạt được, nhất là trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019. Cử tri cũng đã kiến nghị đề xuất một số vấn đề như việc giải quyết chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chế độ mừng thọ cho người cao tuổi, công tác cán bộ, hỗ trợ nông dân bảo vệ sản xuất ở các vùng trồng điểm lúa, vùng sản xuất đặc thù, đảm bảo công tác diệt chuột, bảo vệ mùa màng và chống hạn cho lúa, vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt từ hồ rau đá, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, việc thi công sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông Tân An Vàn trong thời gian quá dài ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và cần quan tâm nâng cao chất lượng công trình này. Sáng nay ngày 23 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.
Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. Hội nghị đã tiến hành thảo luận về tình hình triển khai thực hiện xây dựng chính phủ điện tử và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử, Ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Hội nghị cũng đã quán triệt nội dung nghị quyết số 17 NQCP ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Thời gian qua, việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, đã có sự chuyển biến trong nhận thức về chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số, bảo đảm việc gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đến nay, đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai chính phủ điện tử như trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ họp, xử lý công việc của chính phủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ xây dựng một số cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin vẫn còn chậm hoặc gặp khó khăn trong việc bố trí kinh phí. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu còn rất hạn chế. Thể thức, hình thức, chữ ký số văn bản của các bộ ngành và địa phương chưa thống nhất. Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tại một số địa phương chưa đảm bảo chức năng. Số lượng dịch vụ công trực tuyến nhiều nhưng tỷ lệ phát sinh hồ sơ thấp, kém hiệu quả. Có dịch vụ không phát sinh hồ sơ gây lãng phí. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng chính phủ điện tử là việc mới, việc khó, nên thường xuyên tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm là cần thiết để đảm bảo sự thống nhất về cách làm, sự kết nối đồng bộ giữa trung ương và địa phương. Về phương hướng những tháng cuối năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ tập trung kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử theo quyết định số 28 của Thủ tướng, xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, cơ sở dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục Thủ tướng đã ban hành và khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia. Tháng 7 là dịp về nguồn để tưởng niệm nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tháng 7 là dịp để tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Tháng 7 thể hiện ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là dịp để mỗi một người dân Việt Nam thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả những người trồng cây của dân tộc. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024 và kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chiều nay, ngày 23 tháng 7, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 13 đã đến viếng và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Sóc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Tham dự lễ viếng có đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông truyền thống, cẩn cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau lễ viếng tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã thành kính thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn,
Ông Đoàn Hữu Phương ở thôn Tam Đa, xã Sơn Hòa, huyện Tuyên Hóa là người đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để trông coi chăm sóc phần mộ của các liệt sĩ. Đối với ông, đây chính là đóng góp nhỏ bé của mình để tri ân những người đã ngã xuống cho độc lập tự do của dân tộc. Cũng như nhiều người cao tuổi khác ở xã Sơn Hòa, huyện Tuyên Hóa, hàng ngày ông Đoàn Hữu Phương vẫn miệt mài với những công việc của nhà nông để lo toan gánh vác kinh tế gia đình. Điều khác biệt đối với ông Phương là sau những công việc thường nhật ấy, ông lại đến nghĩa trang liệt sĩ huyện Tuyên Hóa để thực hiện những phần việc quen thuộc của một người quản trang. Bản thân tôi cũng cố gắng hết sức mình để bảo đảm là khi các cái gia đình thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh đến tại nghĩa trang ở đây, thì bản thân tôi cũng là tạo mọi điều kiện bảo đảm là cái khách vào ra là cái không để trầm trễ. Chúng tôi cũng đón tiếp niềm nở và coi như là cùng gia đình nhờ giúp cái gì thì bản thân tôi cũng cố gắng. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tuyên Hóa hiện có trên 1.300 phần mộ liệt sĩ, trong đó có nhiều liệt sĩ thân nhân ở xa. Vì ít có điều kiện đến thăm nom, thắp hương nên mỗi lần đến đây, thân nhân các liệt sĩ lại nhờ ông trông coi và chăm sóc phần mộ của các liệt sĩ. Hiểu được niềm mong mỏi của người nhà liệt sĩ và bằng tấm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vào những ngày rằm, ngày lễ, ông đều đến thắp hương cho các phần mộ. Qua hơn 6 năm gắn bó với công việc, ông nhận thấy quản trang không đơn giản chỉ là một công việc, mà đó còn là trách nhiệm của những người từng đi qua chiến tranh như ông đối với các liệt sĩ đã hy sinh thân mình cho nền độc lập dân tộc. Bản thân mình là cái như thì vui vẻ, hòa nhã khi khách đến là vì vui vẻ. Và trong quá trình là cái như là các gia đình, các cái đoàn mà có như đến thăm, họ đã nhờ mình là cái như để giúp những cái gì là mình rất cẩn thận, nhẹ nhàng để thì là cái như là họ toàn nguyện theo cái nguyện vọng của là cái như gia đình. Với ông Đoàn Hữu Phường, niềm vui của nghề quản trang đơn giản là thấy các phần mộ được nhang khói ấm cúng, khuôn viên nghĩa trang luôn sạch đẹp. Ông tâm niệm nghĩa trang liệt sĩ Tuyên Hóa không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng bất khuất, kiên cường của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Cụ Phường được trên là chọn làm cái công tác bảo vệ quản trang. Thời gian qua cụ có rất nhiều tích cực là chăm lo quản trang là xanh sạch đẹp. Trong những ngày lễ ngày tết thì cụ cũng đã tạo một điều kiện đón tiếp rất nhiều đoàn đến nghĩa trang liệt sĩ này. Cụ là một người được nhiều người tin cậy và nói chung là làm tốt công tác này. Công việc thầm lặng của những người quản trang như ông Đoàn Hữu Phường đã góp phần xây đắp thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Công việc ấy cũng đã tạc nên những hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người khi đến viếng nghĩa trang liệt sĩ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. 6 tháng đầu năm 2019, thu tiền sử dụng đất đạt cao. Bộ trạch đầu tư trên 6,5 tỷ đồng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Chiều nay ngày 23 tháng 7, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Quỹ Phát triển đất, 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã thu được 1.306 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Đây là năm có số thu 6 tháng đạt cao nhất so với các năm trước đây. Tính cả số thu từ năm 2018 chuyển sang, thì thu từ đầu giá sử dụng đất toàn tỉnh đến hết tháng 6 đạt 1.901 tỷ đồng, vượt 15,6% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và đạt 79,2% chỉ tiêu phấn đấu của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhờ làm tốt công tác thu hồi vốn và có kế hoạch sử dụng nguồn vốn hợp lý, nên lượng vốn bình quân trong 6 tháng đầu năm đạt khá cao, tăng 112 tỷ đồng so với đầu năm. Công tác giải ngân vốn đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch ứng vốn mới đạt 33,3% số lượng công trình, dự án trong danh mục. Hoạt động bố trí vốn giảm do tiến độ triển khai các dự án phát triển quỹ đất chậm tiến độ. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất cho rằng, 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản ở Quảng Bình tăng trưởng khá mạnh, thị trường đất nền có biểu hiện sốt nóng. Tần suất giao dịch mua bán đất nền lớn đã góp phần tăng thu tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, một số tổ chức cá nhân có biểu hiện gom đất, thao túng thị trường, đẩy giá đất lên cao,
trong khi người dân có nhu cầu đất ở thật sự lại rất khó khăn để tiếp cận quỹ đất của các dự án. Trước thực trạng đó, các đại biểu đã đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm 2019. Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, quỹ phát triển đất tiếp tục bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là kế hoạch phát triển đất để làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với các ngành địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phát triển quỹ đất và thu tiền sử dụng đất, góp phần bình ổn thị trường bất động sản và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị cần thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển đất và thu nợ cho vay quỹ đầu tư phát triển. Chiều nay ngày 23 tháng 7, đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh Quảng Bình hiện có trên 195.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm hơn 22% dân số. Trong đó, thanh niên tôn giáo là 16.250 người và thanh niên dân tộc gần 7.000 người. Toàn tỉnh có 8 huyện thị thanh đoàn, 6 đoàn trực thuộc và 464 cơ sở đoàn. Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện quyết định số 2474 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, với sự quan tâm lãnh đạo của cả cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các sở ban ngành đoàn thể đã tạo sự chuyển biến trong công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Một số vấn đề bức xúc của thanh niên hiện nay đã được tập trung giải quyết như vốn vay, vấn đề việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, trình độ lý luận chính trị. Các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác đào tạo lại, quy hoạch bổ nhiệm đội ngũ cán bộ trẻ. Số cán bộ trẻ dưới 30 tuổi là lãnh đạo ở các phòng ban tham gia cấp ủy trong các cơ quan đơn vị ngày một tăng. Qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền trong phát huy quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và đại diện các sở ban ngành liên quan đã tập trung thảo luận một số hạn chế và những giải pháp khắc phục liên quan đến các vấn đề như nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho đội ngũ thanh niên, công tác đào tạo nghề, các dự án hỗ trợ đầu tư cho thanh niên, tập hợp thanh niên, công tác phối hợp giữa các sở ban ngành trong công tác phát triển thanh niên. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả trong thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Những kết quả đạt được đã tác động tích cực đến đời sống bộ phận thanh niên, phát huy được vai trò nòng cốt của thanh niên. Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đề nghị địa phương tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của lãnh đạo các cấp trong việc chăm lo bảo vệ phát triển thế hệ trẻ, quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa, nâng cao sức khỏe, tầm vóc trí tuệ cho thanh niên tỉnh nhà, đồng thời cần có chiến lược lâu dài cho phát triển thanh niên, bổ sung ra soát, hoàn thiện chính sách cho thanh niên, tăng cường các chính sách giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tạo lối sống lành mạnh, tích cực trong thanh niên, nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về công tác thanh niên do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại huyện Bố Trạch. Thời gian qua, công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên được Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch tiến hành thường xuyên liên tục. Theo đó, toàn huyện có gần 40.000 thanh niên, trong đó có hơn 35.000 thanh niên tham gia vào 37 chi hội tại các xã, thị trấn và trường học trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đại diện các phòng ban, đơn vị liên quan đã nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam ghi nhận những kết quả cũng như sự nỗ lực mà huyện Bố Trạch đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị huyện cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các ngành đối với công tác thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, có giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội cho thanh niên trong tình hình mới. Chiều nay ngày 23 tháng 7, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại cảng cá Sông Danh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại trạm kiểm soát biên phòng Cảng Danh thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh và văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá thuộc ban quản lý cảng cá sông Danh. Thời gian qua, cả đơn vị đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, đơn vị địa phương vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách chống khai thác thủy sản bất hợp pháp từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện phối hợp thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phù hợp nên nhận thức của cán bộ quản lý, người dân, các chủ tàu cá, thuyền trưởng trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, ban quản lý cảng cá sông Danh đã kịp thời thành lập văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra nghề cá để kiểm tra kiểm soát tàu cá tại cảng. Bên cạnh đó, việc phối hợp thực hiện thanh tra xử lý vi phạm đã được các cấp các ngành phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt. Nhờ đó, hầu hết khuyến nghị của Ủy ban châu Âu cơ bản được tỉnh thực hiện. Tình trạng vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn giảm đáng kể, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tại cả đơn vị đến kiểm tra, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trạm kiểm soát biên phòng Cảng Danh và văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá cần tăng cường kiểm tra chặt chẽ tàu cá tại cả cửa lạch, kiên quyết không cho ra khơi khi không đủ giấy tờ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho người dân, tập trung là chủ tàu cá, thuyền trưởng, cơ sở thu mua hải sản bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, nhất là thường xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã phường, tổ chức cho chủ tàu khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cảng biển. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo ban quản lý cảng cá sông Danh tăng cường kiểm tra nội bộ ngành, điện tử hóa sổ sách theo dõi tàu cá ra vào cảng nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc cung cấp tra cứu, lưu trữ thông tin lâu dài nhanh chóng, xây dựng quy chế chặt chẽ nhằm quản lý tốt tàu thuyền cũng như góp phần chung tay bảo vệ môi trường, theo dõi các thông tin dự báo về thời tiết để cảnh báo cho người dân neo đậu ra vào tránh trú bão an toàn. Đối với trạm kiểm soát biên phòng Cảng Danh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị cần tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân, gần gũi với nhân dân để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp như việc ghi chép hồ sơ nhật ký khai thác trên biển, thông báo cho ban quản lý cảng cá, văn phòng để kiểm tra giám sát. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa khóa 11 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua các báo cáo tờ trình nghị quyết của kỳ họp. Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa khóa 11 đã xem xét, thảo luận 12 báo cáo, 3 tờ trình do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận, các ban Hội đồng nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trình tại kỳ họp. Kỳ họp đã dành thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận nội dung các báo cáo, các đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân chất vấn, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện trả lời chất vấn trên một số lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quản lý bảo vệ rừng, điện lực, tài nguyên môi trường, kinh tế hạ tầng, lĩnh vực lao động thương binh xã hội. Kỳ họp đã thông qua 3 nghị quyết, gồm nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2020, nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019, nghị quyết về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Với việc ban hành các nghị quyết quan trọng sẽ là cơ sở để huyện Tuyên Hóa nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong những tháng cuối năm 2019. Lãnh đạo huyện Lệ Thủy vừa đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện ngày nông thôn mới, đô thị văn minh ở một số xã thị trấn trên địa bàn. Tại các xã Mỹ Thủy, Hương Thủy, Trường Thủy và thị trấn Lệ Ninh, lãnh đạo huyện Lệ Thủy và cán bộ văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đã kiểm tra kế hoạch triển khai thực hiện ở các đơn vị. Qua kiểm tra, hầu hết các xã thực hiện tốt chủ trương ngày nông thôn mới, đô thị văn minh, huy động được đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các công việc cụ thể như vệ sinh môi trường các trục đường liên thôn, liên xã, tiến hành thu gom rác thải trên sông Kiển Giang. Ngày nông thôn mới, đô thị văn minh ở Lệ Thủy bắt đầu từ năm 2018, đến nay đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham gia, trong đó có hơn 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thời gian tới, huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ngày nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều hình thức đa dạng, huy động sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Từ đầu năm đến nay, huyện Minh Hóa đã phân bổ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 giai đoạn 1 cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn với tổng số vốn trên 11,8 tỷ đồng từ nguồn đầu tư và hơn 4,4 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp. Đến nay, huyện Minh Hóa có 2 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí nông thôn mới, 11 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 2 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Tuy nhiên, so với năm 2018, toàn huyện Minh Hóa bị sụt giảm 2 tiêu chí, từ 174 xuống còn 172. Một số xã bị sụt giảm nhiều tiêu chí là Quy Hóa giảm 4, Yên Hóa giảm 3, Dân Hóa giảm 2 tiêu chí. Trong 3 xã huyện Minh Hóa đặt mục tiêu hoàn thành nông thôn mới vào cuối năm nay thì chỉ có Tân Hóa tăng 1 tiêu chí, Hóa Hợp giữ nguyên, còn Trung Hóa cũng bị giảm 1 tiêu chí. Nguyên nhân là do Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 bổ sung thêm một số chỉ tiêu nội dung mới với nhiều tiêu chí đòi hỏi cao hơn trước. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã tích cực chỉ đạo các địa phương phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tạo mọi điều kiện nguồn lực để tăng các tiêu chí, giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được. Thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Bố Trạch đã hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện. Theo đó, huyện Bố Trạch sẽ ưu tiên sản xuất các sản phẩm nông sản hàng hóa có nguồn gốc từ địa phương, đặc biệt là đặc sản vùng miền có tính độc đáo, có giá trị kinh tế cao, không ảnh hưởng xấu đến môi trường và các sản phẩm du lịch dịch vụ dựa trên thế mạnh về văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương để phát triển. Giai đoạn 2019-2020, huyện Bố Trạch sẽ đầu tư trên 6,5 tỷ để xây dựng 5 nhóm sản phẩm chính. Trong đó, năm 2019, huyện Bố Trạch đầu tư trên 4,3 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển các sản phẩm như nước mắm, hồ tiêu, nấm sạch, dâu lạc, hải sản đông lạnh, cá gai leo. Ngoài việc tập trung phát triển các sản phẩm OCOP đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị, bảo đảm tiêu chuẩn Việt Nam và từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ xuất khẩu, huyện Bố Trạch cũng xác định lựa chọn một số sản phẩm chủ lực của huyện để tập trung củng cố, nâng cấp, phát triển nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và cả tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Với chủ đề tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 13 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 12 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, đề ra chương trình hành động thiết thực hiệu quả trong giai đoạn mới. Diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 13 với sự tham gia của 286 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Phiên khai mạc đại hội sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình QBTV vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7 năm 2019. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2019. Khu vực thị trấn Đông Lê mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 50 đến 67%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 68%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 71%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 54 đến 70%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 29-36 độ, độ ẩm từ 56 đến 70%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 65%. Khu vực thị trấn Quản Hào mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 70%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ,
nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 69%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2019, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng nhẹ, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 47 đến 75%.